Lộ bằng chứng Huỳnh Anh bỏ bạn gái Việt Kiều để hẹn hò mẹ đơn thân Hồng Quế. Sau khi chia tay Y Vân được một tháng, Huỳnh Anh đã được cho là đang yêu đương mặn nồng với Hồng Quế. Chuyện tình của Huỳnh Anh và Y Vân vừa khép lại được một tháng nay, những tưởng cả hai vẫn còn đang chìm trong đau khổ, dằn vặt vì chuyện tình đã vỡ, thì người hâm mộ lại được phen ngỡ ngàng khi Huỳnh Anh lộ nghi vấn có tình mới. Người này không phải ai xa lạ mà chính là người mẫu Hồng Quế mặc dù phía Huỳnh Anh có vẻ kín tiếng, song Hồng Quế không ngại phơi hết tất cả cho bản dân thiên hạ cùng biết. chẳng là cách đây vài hôm, người đẹp đã đăng tải một bức ảnh nắm tay một người đàn ông kèm theo caption và hashtag #hq#ha #hq thì đích thị là Hồng Quế rồi. ai mà không biết? nhưng nhiều người bắt đầu tò mò không biết #ha là ai và không để cư dân mạng đợi lâu, ngay sau đó Hồng Quế đã đăng tải một đoạn clip tiktok cực dễ thương của Huỳnh Anh trên trang cá nhân của mình. Thế là đủ hiểu HA mà cô nhắc đến chính là Huỳnh Anh. Chính điều này đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho nghi vấn hẹn hò của cặp đôi nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, giữa lúc đang rộ lên tin hẹn hò, Hồng Quế không những không phủ nhận và còn có vẻ ngầm thừa nhận bằng cách đăng status giữa cuộc đời muôn vàn cám dỗ Em chỉ cần một bến đỗ là anh. Những ai tinh ý thì đều phát hiện ra chữ anh trong status của Hồng Quế được cô viết hoa như cách gọi tên một người nào đó Trùng hợp thay Anh lại là tên của Huỳnh Anh Thế là chín phần đúng Một phần sai rồi còn gì nữa Đây có thể là một hành động ngầm xác nhận Chuyện yêu đương của Hồng Quế Đợi Huỳnh Anh lên tiếng nữa thôi là ngã ngũ Trước khi vướng nghi vấn yêu nhau Cả Hồng Quế và Huỳnh Anh Đều có đường tình duyên dối như tơ Hồng Quế từng vướng tin đồn hẹn hò Cao Thái Sơn Bạn nhảy trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ Sau đó cô sinh con nhưng không công khai bố của đứa bé là ai. Rồi thỉnh thoảng, người đẹp lại thả thính như thể đang có người yêu, lúc lại trở thành người phụ nữ cô đơn, không biết lối nào mà lần. Còn Huỳnh Anh từng yêu Kỳ Hân, sau đó là chuyện tình cảm như ngôn tình với Hoàng Anh, chuyện tình xuyên biên giới với bạn gái Y Vân, và mới đây là nghi vấn yêu Hồng Quế. Hãy cùng chờ xem liệu họ có phải là một cặp đôi mới của làng giải trí không nhé. Trên Instagram mới đây nhất, y vân đăng tải những bức hình vô cùng xinh đẹp của mình để khoe với mọi người chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng dưới phần bình luận một cư dân mạng nhận xét ảnh của y vân phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc nhé đáp lại y vân bày tỏ chị cảm ơn em nhiều thực ra phụ nữ đẹp nhất vẫn là khi họ được đối xử và yêu thương trân trọng và thật lòng khi đang yêu nếu đã thuộc về một người mà người ấy không thể làm được những điều này thì quả nhiên cô ấy sẽ phát sáng theo một cách khác khi không còn thuộc về người ta nữa. Những lời chia sẻ của Y Vân khiến nhiều người hoang mang, dù không nhắc đến đích danh Huỳnh Anh, nhưng với cách nói chuyện khôn khéo, thâm thúy này, không ít người cho rằng cô đang thẩm trách Huỳnh Anh đã không trân trọng thật lòng với mình khi cả hai còn đang bên nhau. Và Y Vân thực sự được xinh đẹp, tỏa sáng khi không còn thuộc về Huỳnh Anh nữa. Ngoài ra, trong những ngày qua y vân vẫn đăng tải nhiều bức ảnh lên mạng xã hội và những câu triết lý về cuộc sống tình yêu hạnh phúc nữ việt kiều xinh đẹp cho rằng hạnh phúc không bao giờ nằm trong tay người khác mà nó luôn luôn thuộc về chính mình cô cũng ngầm nhắc đến chuyện đổ vỡ với huỳnh anh khi triết lý khi bạn tự tin vào tất cả những gì bạn có thì bạn có thể không cần phải theo đuổi hay cầu xin bất cứ ai bởi vậy khi họ muốn rời đi hãy để họ đi Hiện tại, phía Huỳnh Anh chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến ồn ào này. Huỳnh Anh và Y Vân công khai hẹn hò vào năm 2018. Khi đó, bạn gái của Huỳnh Anh đang ở Bỉ, còn nam diễn viên ở Việt Nam. Thời gian sau, cô nàng mới đáp chuyến bay về Việt Nam để gặp người yêu. Cả hai đã có những khoảng thời gian đầy mặn nồng bên nhau, thậm chí còn có tin đồn là Huỳnh Anh đã cầu hôn bạn gái. Xong đến tháng 3 năm 2020, cặp đôi lên tiếng xác nhận chuyện đường ai nấy đi. Cả hai thường xuyên có những hình ảnh không rõ nhân vật chính trong những tấm hình mà mình đăng tải trên trang cá nhân, càng khiến dân tình tò mò.